xào. Thịt bò xào với ớt chuông và cần tây, đậu que. Cái gì đây? Đó, đây là cái điều đặc biệt của ngày hôm nay nha. Đó. Đây, cua đây nha mọi người. Cua đây. Đó, cua đã lên dĩa rồi. Mọi người đợi trong giây lát nha. Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là ngày 9 tháng 9, là ngày thứ năm. Thì cái clip này có lẽ là lên cuối tuần rồi đó. Thì thôi, coi như là hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt. Mình đã dặn mẹ mình đi mua cua, tại vì mình thấy trên mạng trong phường mình họ bán cua ngon lắm. Để mình coi coi như thế nào nha. Wow, ôi nó còn sống á. Nè đó, cua ngon quá. Cua này mẹ mình mua hết 430.000. Là cái này tập hơn 1 kg. Vậy là cái này 1 ký mấy, 200 mấy 1 ký. Nhìn đã quá ta, không biết làm món gì bây giờ. Thì nói chung là hôm nay là sinh nhật của ba Bơ Lộc á, cho nên mình muốn có bất ngờ nho nhỏ cho nó. Không biết quay món gì. Hôm nay lâu lâu ăn sang xíu, mua hai con cua. Thôi, thôi bây giờ mình cùng theo, hãy vào bếp để xem con mẹ mình sẽ làm món gì nha. Rồi. Trước khi đi mọi người đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube Béo TV. Rồi, cảm ơn. Cua ơi là cua, còn một con sống, còn một con đã lên đường. Ôi, bia đây, bia Tiger nha. Cua hấp bia nha bà con. Một lon đủ không ta hay là thêm nữa? Lấy cái hơi thôi đủ rồi. Rồi, hấp khoảng bao lâu thì được ta? Thì nó khô nước là được rồi. Rồi, bơi trong bia đi nha con. Có phải đóng nắp không ta? Có chứ. Rồi, đóng nắp. Nắp đâu, nắp đâu? Đây. Rồi, tạm biệt. Hẹn gặp lại. Wow, cua hấp bia đây bà con ơi. Ôi trời ơi, bốc khói luôn. Quá đã, quá đã, quá đã. Vụ gì rồi đúng không? Từ từ đã, để Lộc có đốt bánh đó. Hôm nay mình không có bánh kem nên mình xài bánh rau câu đó nha. Không, là rau câu cũng chất lượng. Dạ, mùa này thì nói chung là không có nguyên liệu để làm rồi. Rồi, ướp gì đó đi, rồi thổi bánh. Nói chung là ướp thì không cần ướp, đủ rồi. Nói chung là đủ rồi, chỉ cần sức khỏe thôi, duy trì mọi thứ thôi. Hôm ngày hôm sau tốt hơn ngày hôm qua là được rồi. Rồi. Thổi nến. What? Chưa gì rồi, ok. Rồi, hôm nay sinh nhật của ba Bơ Lộc nha mọi người. Clip này chắc lên cuối tuần. Rồi, mình để đây nha. Sinh nhật có bánh nè. Có đồ ăn, trời, đồ ăn luôn. Các kiểu luôn. Cua. Chà. Chả giò. Chả chiên. Cua này. Cua này mình mới biết mua của hàng xóm. Cua của chị hàng xóm nha. Hy vọng chị sẽ xem clip này. Ba gì gửi lên. Hôm nay clip này khá là vui. Có đầy đủ gia đình mọi người. Nói chung thật ra là những cái đồ này nè, là những cái đồ mà còn dư lại mình chế biến mình ăn luôn. Vẫn ngon như thường. Vẫn ngon như thường, đúng rồi. Không có sao phải dở. Rồi, xin mời mọi người cùng với gia đình mình thưởng thức bữa tiệc sinh nhật ấm cúng mùa dịch của ba Bơ Lộc nha. Mọi người nha. Ba birthday trời ơi. Rồi, happy birthday nha. Rồi, nói chung cái bình trắng trắng đấy đâu rồi. Chà, có bia rồi, có rượu thì mâm tà la thế này. Đây. Nói chung là hôm nay anh review xíu thôi. Mình quay chứ không có người nào quay hết á. Nhưng thôi mình nhờ quay rồi. Đoàn hấp dẫn quá. Chiều hồi nghĩa của anh sinh nhật chung. Sáng giờ là chiều hồi nghĩa của anh sinh nhật chung để quay clip. Cái đó mày hẹn nó sau dịch đi. Thử coi, nó nào. Bánh ngon. Là gì gọi ra cho cuốn chả chà.
Cả đập với khô. À, bánh bía này gì mình dưới quê giữa rau xong gửi kèm luôn. Nó phải là cái bánh bía mình hay xài trên Sài Gòn nha. Đúng rồi. Bánh bía ngày xưa. Không mà mình thấy nó mỏng mà và nó khá là giòn á. Ngon quá. Thu hào. Vô. Vô cái đi. Đây đây, xin mời mọi người nha. Uống rượu đi. Rồi, 1 2 3. Vô, happy birthday nha. Hôm nay sinh nhật thì mình không có đi ra ngoài ăn với bạn bè nữa, mà được cái ăn với gia đình. Ủa vậy hả, năm ngoái có đi không? Có, năm ngoái có đi. À. Mà thực ra hình như năm nay ấm cúng. Năm nay ở nhà thì có thể là cảm giác ở nhà. Thực ra có rất nhiều người đang mong được cái bữa cơm ấm cúng mùa dịch như thế này mà có đầy đủ gia đình như thế này. Hai con cua bên. Trời ơi, có rượu nữa nè. Rượu gì đây? Nếp. Nếp hả? Hai cua. Cái này một ký ba. Sâm bách. À, một ký ba, đúng rồi. Mình sáng mình có nói đó. Ngon quá. Mua hôm qua mà sáng nay nó vẫn còn sống. Tới hôm nay nó vẫn còn sống. Hay thiệt. Hàng xóm. Cảm ơn chị hàng xóm nha, à, chị Thư. Rồi chị hàng xóm mình cũng cho tặng cái bánh nè, đang cái bánh cho. Wow. Điên. Tặng luôn hả? Đâu tặng. Ồ, xinh thế. Mẹ đặt. Cái bánh cũng rẻ mà. Làm cái bánh cũng cầu kỳ quá ha. Mùa dịch này nhiều người, rất là nhiều người họ muốn có cái bánh sinh nhật để ăn. Mà rất là đặt, rất là khó. Với lại mùa này cũng gần vô Trung Thu cho nên nhiều người ta đổ làm bánh Trung Thu trước. Cho nên mấy người nào mà sinh nhật mấy cái tháng dịch này là hơi bị buồn đấy. Cái bánh này nó phải đặt lâu. Đổ nó phải đông. Ồ, tính ra nhà mình sinh nhật theo di truyền ha, tới Lộc xong rồi tới mẹ rồi tới ba rồi tới Choi. Không mà hy vọng là tới ba mẹ mình thì dịch giãn cách rồi, anh cách ra chứ. Tình hình này mệt quá. Ăn ngoài. Gắn con tới sinh nhật ba mẹ. Thế nó bán lại bình thường, mua tôm hùm. Ảo chó xem chó. Nói nè, nói làm nha. Nhớ nha. Ủa cái này cua gì vậy? Cua đó cua gì? Cua Cà Mau. Cua Cà Mau hả? À? Cua Cà Mau tao bán rất là nhiều. Này là cua loại 1 không hay sao á? Wow. To lắm. Ý mới to ghê. Cái này luộc nó bị xúc giòn. Ê, review cua đi, review cua đi, nãy giờ review mấy món này rồi, mấy món này thì ăn bình thường quá rồi, review cua đi. Lấy con nhỏ đi, review đi. Nó còn cái nịt của nó. Còn cái nịt. Rửa rồi mà. Nó còn cái nịt. Ngon cua quá. Cua bia thôi. Cua thì à. Úp cái chân ra trước. Bẻ cái chân to đi. Mày có bẻ cái mai, lấy cái mai ra. Bẻ bữa bên này bữa cái mai đó, mày đó. Thôi kệ đi, à, để cho thanh niên tự làm thôi. Để cho nó, của nó nhân vật chính, nó muốn làm gì nó làm. Sao ta, à đây. Xong rồi, dạ cái càng đây. Rồi, nắm cái mai nè. Nắm cái chân nữa, mà gỡ cái chân nè. Ui chà. Cô này như cô gặp sao á. Cái gặp nè. Ừ. Đâu. Nè, cái này. Gặp quá trời luôn. Này phổ cua, bỏ qua. Đâu, để đây sát giờ xíu coi. Tay xa qua không dí tới nha. Rồi chờ xíu để bóc hết phổi cua ra đó. Rồi ăn cua mất thời gian lắm nha. Thấy người ta review ăn cua rồi á. Anh mình bắt trước mình review. Này là... À hôm nay là ngày vừa là ngày sinh nhật của Lộc mà vừa là ngày đám giỗ của bà cố. Hai trong một. Mỗi năm thì sinh nhật của mình á thì không có tổ chức ở nhà. Đúng rồi, so với thực ra với Choi thì như tổ chức nhiều hơn á. À, xin chúc mừng rồi những bạn hay là những người cô chú nào có cùng ngày sinh nhật của mình. Hình như là hôm nay bên có một cái chú kia bạn của mẹ cũng sinh ngày 9/9 mà chú ở xa quá mẹ không có tặng chú cái bánh kem được. Cái xong hồi chiều chú gọi điện để đặt á mà hết rồi. Ok. Muộn quá. Cái đó phải đặt trước tại vì không có làm bánh kịp để giao đâu. Đắp chanh rồi. Trời cũng công nhận mẹ, cảm ơn mẹ tại vì mẹ mình đi mẹ công nhận mẹ đặt bánh hồi nào luôn mà không biết luôn bây giờ mình đặt từ hồi nào luôn. À cua là phải chấm với lại đâu, này nè. Đã nghĩa là không đặt được. À. Cái chị bảo chị bận quá. Thế xong sao chị Liên chị bảo mai con giao cho cô. May quá ha. Vâng, tại vì mẹ bảo là làm bánh xin nhật cho con cô đi là nó quay YouTube thế là cô. À nhà cô gần đây không? Cô Hiền. À. Cô Thí Hiền bán xôi.
đầy đủ đó. À trong xóm mình luôn hả? Ủa vậy tính ra đồ ăn cũng vòng vòng xóm mà. Cô ở bên số 54 chú Anh An đó. Ồ oh. Cái chị bánh cua thì cách ở đây vài canh rồi cái cô 56. À còn cái cô đó thì cũng cách nó vài canh luôn. Ngay trong xóm. 54 Facebook của chú bánh cua là cái gì? Quá hấp dẫn quá. Trời ơi nó cắt, nó bẻ hết cua đó mà hết hết cả tiếng đồng hồ á. Ôi trời. Cua này là cua hấp bia nha, đó. Bia là bia Tiger vậy đó. Ok rồi rồi rồi, ôi trời ơi, đã quá, thịt cua ngon ghê. Thôi bây giờ cầm qua hả? Cái gì? Là review ngắn gọn thôi nha, nguyên bản tiền chịu lắm nha, mỏi tay Lộc, đói bụng nha Lộc. Nãy giờ uống ngon uống quá. Bia, uống bia trừ cơm nha. Nó có cái thịt cũng nó nhiều lắm. Không bị ốp, cực ngon. Cái này là cua gặt hả? Ngon quá. Thế mà chí ơi mà, khí gà chua, khí được ve. Trời, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm mọi người. Nay bán cũng như tiền hàng rồi đó. Bắp nè, bắp sáng kêu 100 trái, giờ còn chắc còn được 30 trái hơn quá. Đồ ăn vẫn còn rất ngon nha, mình bảo quản ở trong máy lạnh này đó ha, cải dưa này đó. Nè, dạo này đổi qua bán cà chua rồi nè, cà chua bíp nè, cà chua này là 35.000 kg rồi, đã chưa? Có rất nhiều người hỏi về cái bí ngòi này, không biết ăn, nhưng mà cái bí ngòi này xào tỏi giòn giòn ăn rất là ngon. Em ơi, cho cầm qua hả? Cái đu đủ to quá. Cho cầm qua cho em hả? Cho cầm qua cho em hả? Ừ, quá. Khó lắm hả? Rồi, rồi. Rồi. Chứ cái này thêm cái chả giò đi. Giòn. Có bụng quá, cái này anh phải nóng anh mới ngon. Chứ ngồi ăn hết ngon. Nóng mà. Ký được ve, ký được của biết chê. Trời, giờ này mà còn chốt đơn nữa, bán đồ nữa. Nước tôm ngon. Giờ em, chị cầm qua đây em quên rồi, nãy giờ chị nấu ăn chị thấy. Nha. Sáng giờ bận coi như là hôm qua là mình chốt cũng gần chục cái đơn. Sáng nay là coi như là tại vì sáng nay là cái ngày đầu tiên mà cái gì có cái chỉ thị gì mà ấy á hả, được mấy quán ăn nó được buôn bán trở lại. Ủa cái này lấy cái chai đập rồi. Cứng lắm. Cứng lắm. Cái càng cứng lắm. Cánh là bể răng luôn á. Ừ. Đồ gà. Mẹ bố mày tối bây giờ mày còn không tin. Con kéo nè. Con kéo. Trời ơi. Cái kéo nó cắt được. Review về tới bao giờ mới hết đây mọi người. Rồi. Cái kéo này nào mình gõ. Cái dưới. Bóp luôn. Dạ. Trời ơi. Ôi trời ơi, ôi. Review ăn cua quá là bẻ rồi. Tí cà tí, tí xôn, tí cà rốt. Thôi. Vẫn cứ bánh lai rai. Trời ơi, mình không ăn là ba ăn hết nữa nè, thấy chưa. Cháu không ăn đi hôm nay bụng. Rồi cắn miếng xong rồi kết thúc clip nha, chứ hơi bị đói và mỏi tay rồi đó nha. Đói, bụng hôm nay ốm rồi. Cháu ăn cho mập tí nữa. Trời ơi. Quá trời luôn. Một tí này, tí cà rốt này. Vừa lâu lắm rồi mới có một bữa ăn gia đình sum họp gì. Trong nhà bây giờ không có chỗ để mà ngồi, nó ra ăn trước ngồi luôn. Bận rộn quá. Ui, ra nguyên cái đầu càng luôn nè. Này đúng ra là phải có cái đồ kẹp á. Đen bỏ đen. Trời ơi, nhìn kìa, đã quá. Ui. Rớt nguyên cái càng luôn nè. Ôi ôi to quá vậy, to luôn. Thôi được rồi, trời ơi đã quá. Nhìn cái càng cua thôi. Ôi ơi. Chấm với muối tiêu chanh. Rồi. Tiêu tiên cho cậu ấm hôm nay sinh nhật. Cậu ấm được ăn trước. Ngon quá. Trời. Quá tuyệt vời luôn. Chùi tay đi kìa. Bánh kem này chắc để tí nữa thưởng thức sau. Bánh kem này nó không có chảy ở đâu, tại vì bánh kem này nó là rau câu mà nó đặt rồi, nó cứng nhắc rồi. Thèm quá, mình đi ngồi mình xem thôi. Rau câu này ai có nhu cầu thì liên hệ địa chỉ 54 54 Chu Văn An. Bánh sinh nhật.
Sinh nhật mới sinh nhật. Nói chung là mình ship trong phường là ổn mà. Không, bánh sinh nhật ăn bánh sinh nhật rau câu ngon hơn. Ừ, anh thử đi. Review bánh review bánh sinh nhật rau câu. Không có dao đó. Cầm cầm cái đó ăn thử trước cái đó. Ừ, ngon lắm. Có một cà phê. Rồi rồi. Review cực kỳ chân thực luôn. Một cà phê. Cà phê chứ ngoài. Cà phê với sữa. Sữa ok dễ ăn mà. Dừa thôi chứ không. Ngon quá. Có không có ấy. Quá ngon luôn. Rồi. Chị Hiền. Ừ. Rồi. Nhu cầu liên hệ 654. Chưa còn ăn. Rồi. Hôm nay sinh nhật của mình thì chỉ có vỏn vẹn những cái món này thôi. Tuy là nó không có gì nhiều. Nhiều nữa đòi nhiều gì nữa trời ơi má ơi. Tuy cái này hơi bị hơi bị nhiều tiền đấy. Rồi. Không, tại vì bình thường là đi ra qua quán là tụi sinh nhật đó kêu nhiều lắm. Kêu cực kỳ nhiều. Rồi, gần chai rồi. Đó, còn chỉ có ba mấy món thôi nhưng mà anh trong bây giờ này thì cảm giác rất là vui luôn. Rồi, nếu mà các bạn xem clip này mà có chúc mừng sinh nhật thì mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng sinh nhật mình nha. Rồi, mọi người xem clip thì đừng quên để lại cho mình một like và đăng ký kênh nha. Rồi, ngoài ra nhớ ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Bye bye. Rồi, xin chào.